cứ chào, mai đây anh ra đi xa mãi, em sẽ chẳng đi đâu người ơi, từ bên nhau yêu mãi muôn đời. À, vâng ạ, chưa súp các bác nhá. Chiếc đẩy GM Audio GM1000 chạy 12 xò sắt, một con đẩy bãi phải nói là cực kỳ chất lượng. Thưa các bác của anh em, vẫn thường hay hỏi em là khoảng 20 triệu có thể lắp được một bộ sản phẩm karaoke hát hay, hát nhẹ và nó chất so với tầm tiền hay không. Thì em xin được trả lời toàn thể các bác là có các bác nhá. Các bác hãy lấy cho em set combo này. Và set combo này em sẽ gửi cho anh Trần Thao có địa chỉ tại huyện An Dương của thành phố Hải Phòng. Anh Trần Thao đã mua tại cửa hàng em một bộ và thấy rất là chuẩn chỉ. Và hôm nay đúng không ạ, chị anh lên nhà mới, hôm nay ngày mùng 6 âm các bạn, ngày mùng 6 tháng 11 âm, thì anh bảo là gửi bộ này xuống để anh sẽ chuyển vào nhà mới cho chị anh luôn. Thưa các bác của anh em, bộ sản phẩm này có tổng trị giá là 20.700.000 đồng các bác nhá. 20.700.000, ok chưa? Với các thiết bị đó là đẩy bãi, loa mới, vang mới và micro không dây mới, em sẽ báo giá chi tiết từng sản phẩm để các bác của anh em mọi người tham khảo nhé. Đầu tiên xin được giới thiệu đó là chiếc đẩy GM1000 GM Audio. Đây là chiếc đẩy 12 xò sắt em bán giá tốt nhất tại thị trường hiện nay các bác nhé. Em khẳng định là tốt nhất, 12 xò sắt giá 4.3 triệu các bác nhé. 4.3 triệu. Hiện tại em đang có 12 xò sắt, 16 xò sắt, 20 xò sắt và 24 xò sắt. Còn 24 xò sắt, 12 xò than em mới chỉ bán có 7.6 triệu thôi là em bao ship rồi các bác nhé. Em khẳng định giá rất rẻ đúng không ạ? Vang GD Gutin KM320 giá 4.200.000 đồng. Micro không dây PSVK6 giá 2.600.000 đồng. Loa PS Audio GS, đây là GS12 hàng full shop các bác nhé. Hàng full shop nhập khẩu chính ngạch đầy đủ COCQ. Giá em chào bán là 9.800.000 đồng. Ok chưa? Tổng mua sản phẩm này là 20.700.000 bao hay cho các bác cùng anh em. Và một lần xin được cảm ơn anh Trần Thao đã quý mến tin tưởng. Và tí em sẽ gửi xuống thành phố Hải Phòng và anh sẽ nhận hàng đúng không ạ? Rất nhanh. Rất nhanh hơn để các bác. Anh chốt rất nhanh đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Các bác cùng nghe chất âm nhá. Vậy là em đã trả lời được cái câu hỏi của rất nhiều các bác hỏi em đúng không ạ? 20 triệu có mua được một bộ sản phẩm hay hay không? Thì em khẳng định luôn, 20 triệu hay so với giá tiền, tuyệt vời luôn đấy ạ. Hai tay micro các bác nhá. Rất trân trọng cảm ơn các bác, đặc biệt là anh Trần Thao. Các bác của anh em thân mến, mọi người có nhu cầu mua sắm và tư vấn những bộ sản phẩm karaoke combo có tổng giá từ ví dụ 15 đến 20 đến 50 đến hàng trăm, 200 triệu thì cứ liên hệ cho em, nhắn tin qua Zalo cho em. Em tư vấn phối ghép bộ cho toàn thể các bác của anh em. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Em xin được gửi lời chào. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.